Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của cô gái Đà Thành. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm lẩu cá bóp tiêu xanh ngon, hấp dẫn, không bị tanh và chuẩn bị nhà hàng luôn. Mời cả nhà xem và làm cùng mình nhé. Nay mình tạo được con cá bóp siêu to luôn nè. Mình sẽ chia cá ra làm hai phần để làm hai món nha. Phần đầu cá, đuôi cá và bao tử mình sẽ nấu lẩu cá bóp tiêu xanh ha. Còn những phần còn lại mình sẽ đem đi nướng muối ớt. Mình bắt đầu làm thôi. Cá bóp mua về các bạn rửa sạch cá, loại bỏ phần ruột và cắt bỏ phần mang cá đi nè. Rồi rửa lại thật sạch rồi cắt vây đánh vảy. Rồi dùng muối chà sát lên thân cá để khử mùi tanh nha. Trong quá trình đánh vảy thì các bạn có thể dùng dao hoặc cái nùi giẻ sắt mà để rửa chén á, các bạn chà phần da cá đi cho bớt đi phần nhớt nha. Tiếp theo mình sẽ cắt cá bớt thành từng khúc nha. Phần bao tử các bạn cũng mổ ra và chà cho sạch nhớt luôn nè. Rồi rửa lại với nước muối nhiều lần cho sạch để cho bớt tanh. Sau khi làm cá xong rồi thì mình sẽ rửa lại sạch bằng nước muối nha. Tiếp theo mình sẽ chia cá ra làm hai phần nha. Nấu lẩu cá bóp tiêu xanh mình sẽ lấy phần đầu cá nè, bao tử, những khúc cá nhỏ nhỏ ở phần đuôi cá. Rồi mình sẽ đi ướp nấu lẩu nha. Mình lấy cỡ 800g cá bóp đó các bạn. Lẩu cá bóp tiêu xanh thì không thể thiếu tiêu xanh rồi. Mình có chuẩn bị 3 món nhánh tiêu xanh và những nguyên liệu góp phần không kém cho nồi lẩu thêm đặc sắc và hấp dẫn. Thì mình có thêm một ít đầu hành lá, ớt, gừng, nghệ và một số gia vị khác. Tiếp theo mình sẽ đi băm xả gừng, nghệ, ớt để ướp cá nha. Sẵn tiện mình băm nửa củ tỏi, đập dập 6 trái ớt, xíu nữa mình phi cho thơm rồi bỏ vô nồi nước lẩu cho đẹp mắt nha. Gia vị ướp cá bao gồm 20g gừng, 35g nghệ, 2 cây sả, 1 trái ớt, 2 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh hạt nêm, 7 muỗng canh dầu ăn và 3 muỗng canh nước mắm.
Các bạn trộn đều lên rồi cho vào cá ướp tầm khoảng 30 phút cho cá thấm đều gia vị nha. Sau 30 phút ướp cá đã thấm đều gia vị rồi thì mình sẽ bắt một cái chảo khác lên bếp, rồi cho dầu ăn vào. Tiếp đến cho tỏi băm, đầu hành lá, mấy trái ớt đập dập, rồi thêm mấy nhánh tiêu xanh nữa. Xào cho thơm lên, rồi cho cá vào rim với lửa nhỏ nha. Nấu cho tới khi cá săn lại là ok nhé các bạn. Song song đó mình bắt một nồi nước lên tầm khoảng 4 lít nước, nấu cho sôi nha. Mình vớt vài cọng đầu hành, nhánh tiêu xanh và ít ớt từ chảo cá cho vào nồi nước làm nước lẩu nè. Sau khi cá săn lại rồi thì mình sẽ rắc thêm một ít tiêu xay trên bề mặt cá để cho cá thơm hơn. Rồi từ từ đổ cá vào nồi nước lẩu luôn nha. Kế đến mình sẽ nêm vào nồi nước lẩu 6 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh đường. Tiếp tục nấu cho tới khi nồi nước lẩu sôi lại và các bạn nhớ vớt bọt ra nha. Xong các bạn nêm nếm gia vị cho phù hợp với gia đình mình rồi thì tắt bếp nhé. Mình có nêm thêm một nửa muỗng canh bột ngọt đó. Nước lẩu nấu xong rồi thì mình sẽ đi rửa rau và chờ thưởng thức thôi. Mình sẽ ăn lẩu này với rau cải ngọt xanh nha. Các bạn cũng có thể ăn kèm với rau cần nè, rau cải cúc hoặc rau má cũng được nè, tùy sở thích thôi. Mình có làm thêm chén mắm ớt để rưới lên cá cho đậm đà hơn. Ta-da, nhìn hấp dẫn chưa các bạn ơi? Các bạn múc cá ra dĩa rồi rưới lên miếng mắm ớt rồi trang trí thêm xíu hành lá nữa. Wow, ngon tuyệt của mèo luôn. Lẩu cá bóp tiêu xanh này các bạn ăn với bún tươi hoặc mì gói đều được nha. Wow, nồi nước lẩu nóng hổi vừa ăn luôn á. Nước lẩu thì có vị cay cay và thơm nồng của tiêu xanh và ớt, rồi có màu vàng mắt mắt của nghệ và gừng hòa quyện cùng với thịt cá bóp ngọt béo mềm. Cả nhà nhớ làm và thưởng thức nha. Đừng quên bấm like theo dõi ủng hộ kênh mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.